Series Lời Nguyền Địa Lý Ấn Độ phần 2. Sức ảnh hưởng to lớn của nền văn hóa Ấn Độ, sông Hằng góp phần định hình văn minh thế giới hiện đại. Khám phá AZ xin kính chào quý khán giả. Rất vui vì lại được đồng hành cùng các bạn trong phần 2 của series Lời Nguyền Địa Lý Ấn Độ, vùng đất bí ẩn, huyền bí và đa dạng nhất trên thế giới. Sau khi đã cùng nhau tìm hiểu về các đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên khoáng sản của tiểu lục địa Ấn Độ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đặc trưng văn hóa cũng như các thành tựu của nền văn minh Ấn Độ cổ đại, góp phần định hình thế giới hiện đại như thế nào nhé. Let's go! Phần 1. Quá trình hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ, sự phân mảnh địa hình tạo nên nét đa dạng và sức mạnh độc đáo của nền văn minh sông Hằng. Trong phần 1 của series Tìm hiểu về địa lý Ấn Độ, AZ Khám Phá đã giới thiệu với các bạn về con sông Hằng huyền thoại, dòng sông mẹ linh thiêng đã khai sinh và nuôi dưỡng nên đất nước Ấn Độ. Văn minh sông Hằng phát triển từ thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên là một trong những nền văn minh thâm canh lúa nước đầu tiên trên thế giới. 1. Giai đoạn giao lưu văn hóa với người Aryan tại Bắc Ấn. Đến khoảng thế kỷ 15 trước công nguyên, những bộ lạc du mục người Aryan từ thảo nguyên Trung Á và cao nguyên Iran di cư vào đồng bằng sông Hằng và hòa trộn với dân cư bản địa, tạo thành tộc người Ấn Aryan ở Bắc Ấn mà AZ Khám Phá đã nói đến trong phần 1 của series. Nhờ người Aryan mà văn minh lưu vực sông Hằng biết cách thuần hóa ngựa và sử dụng bò, ngựa vào đời sống sản xuất cũng như trong chiến đấu. Ngược lại, người Aryan cũng học từ người dân bản địa cách trồng lúa nước, dựng nhà cửa. Nhờ vậy, họ dần bỏ lối sống du mục trên lưng ngựa mà định cư lại, trở thành những cư dân nông nghiệp. Người Aryan cũng đem đến cho khu vực sông Hằng nhiều kỹ thuật tiên tiến mà họ học được từ Tây Á như chế tạo xe ngựa, kỹ thuật luyện kim. Văn minh trên lưu vực sông Hằng nhờ đó lại phát triển lên một tầm cao mới. Người Ấn Aryan cũng du nhập vào tiểu lục địa tiếng Phạn và những tín ngưỡng đa thần sơ khai mà sau này trở thành nền tảng của đạo Bà La Môn và Hindu giáo hiện đại. Cũng từ thế kỷ 15 trước công nguyên trở đi mà nền văn minh sông Hằng với tộc người Ấn Aryan làm nòng cốt đã phát triển rực rỡ với rất nhiều thành tựu nổi bật. Thời kỳ này cũng chứng kiến sự ra đời của chữ viết và các bộ sử thi nổi tiếng như Ramayana và Mahabharata. Đặc biệt nổi bật nhất phải kể đến chính là Kinh Vệ Đà. Kinh Vệ Đà chứa đựng những tư tưởng, triết lý của người Ấn Aryan được hệ thống hóa và biên soạn liên tục trong hàng trăm năm. Đây là một văn bản rất quan trọng, góp phần định hình và ổn định xã hội ở lưu vực sông Hằng, là suối nguồn của nền văn minh Ấn Độ cổ đại. Kinh Vệ Đà cũng là một trong những văn bản nền tảng nhất để thiết lập nên chế độ đẳng cấp Vajna và đạo Bà La Môn, một đặc trưng riêng biệt chỉ có ở văn minh Ấn Độ cổ đại mà AZ Khám Phá sẽ nói rõ hơn trong video phần 3 của series. 2. Thời kỳ thống trị của hệ thống Mandala. Sau khoảng gần 1.000 năm định cư và phát triển ở lưu vực sông Hằng, thì đến đầu thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, người Ấn Aryan đã phát triển mạnh mẽ ra toàn bộ phía bắc tiểu lục địa, lan rộng ra tận đồng bằng sông Indus, nay thuộc Pakistan. Họ thành lập nên hàng chục tiểu quốc, giữa các tiểu quốc này có sự tương tác qua lại, đấu tranh với nhau rất thường xuyên. Trong số các nước thì đế quốc Nanda là hùng mạnh nhất nhưng cũng không thống nhất được cả vùng Bắc Ấn mà tạo nên một hệ thống liên minh các quốc gia rất đặc biệt ở Ấn Độ, gọi là hệ thống Mandala. Hệ thống Mandala có thể coi là thể chế liên bang đầu tiên trong lịch sử, với vị thế trung tâm của Nanda và các nước nhỏ hơn có quan hệ lệ thuộc ít nhiều tùy theo tương quan sức mạnh và vị trí địa lý. Cấu trúc chính trị đặc sắc kiểu Mandala kéo dài nhiều thế kỷ, tạo nên một thế giới đầy sôi động và sự đa dạng đến phức tạp ở tiểu lục địa Nam Á thời cổ đại. Chính bối cảnh lịch sử như vậy, cùng với điều kiện địa lý tự nhiên như AZ Khám Phá đã trình bày trong video phần 1, đã tạo nên động lực mạnh mẽ để phát triển nền văn minh Ấn Độ cổ đại lên đỉnh cao với nhiều thành tựu chói sáng đã cống hiến cho sự phát triển của nhân loại. Nổi bật nhất có thể kể đến là phát minh ra chữ số 0 trong toán học, phép tính lượng giác, kỹ thuật rèn hợp kim sắt không gỉ, thiên văn học với việc nghiên cứu hệ mặt trời, tính được quỹ đạo của mặt trăng và trái đất. Các bác sĩ ở Ấn Độ cổ đại cũng là những người đi đầu trong việc phát triển bộ môn giải phẫu và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
giai đoạn từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đến trước khi Alexander Đại Đế xâm lược Ấn Độ, cũng chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các tôn giáo lớn như Đạo Phật, Jain và Đạo Si. Năm 326 trước công nguyên, Alexander Đại Đế vượt sông Indus và xâm lược Bắc Ấn, tiêu diệt nhiều nước nhỏ ở khu vực này, đồng thời truyền bá văn hóa Hy Lạp đến lưu vực hai con sông Ấn, Hằng, qua đó nâng cao văn hóa Ấn Độ lên một tầm cao mới. Miền Bắc tiểu lục địa cũng bước vào thời kỳ Hy Lạp hóa với sự ra đời của nhiều quốc gia Ấn, Hy Lạp, tiêu biểu là Vương quốc Bactria. Khi quân đội của Alexander Đại Đế rút khỏi Bắc Ấn đã tạo ra cơ hội để thủ lĩnh bộ lạc Maurya là Chandragupta nổi lên, thống nhất các tiểu quốc ở vùng đồng bằng sông Hằng và sáng lập ra vương triều Maurya. Tiếp sau đó, các hoàng đế Maurya hậu duệ của Chandragupta liên tục mở các cuộc chinh phục ra khắp Ấn Độ. Đến thời vua Ashoka thì lần đầu tiên trong lịch sử tiểu lục địa Nam Á gần như đạt được trạng thái thống nhất trừ khu vực cực Nam. Đây cũng là thời kỳ mà văn minh Ấn Độ bắt đầu truyền bá ra bên ngoài rất mạnh mẽ, đặc biệt là ở vùng Đông Nam Á. Triều đại của vua Ashoka cũng là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo. Dưới sự cổ vũ của nhà vua, Phật giáo lan tỏa rộng khắp Nam Á và sau này các nhà sư còn đến truyền đạo ở Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á. Sang thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, đế quốc Maurya suy yếu và sụp đổ. Tiểu lục địa Ấn Độ lại tan rã ra thành nhiều tiểu quốc cạnh tranh quyết liệt với nhau suốt hơn 500 năm. Thời kỳ này không chỉ bị chi phối bởi sự hỗn chiến giữa các tiểu quốc với nhau, mà còn chứng kiến nhiều cuộc xâm lược của các dân du mục Trung Á đánh vào từ phía Tây Bắc và chiếm nhiều của cải, đất đai của tiểu lục địa. Sang đến thế kỷ thứ 4, đế chế Gupta nổi lên, từ vùng hạ lưu sông Hằng đã tái chinh phục được vùng Đông Bắc Ấn Độ và thiết lập được hệ thống Mandala bao phủ 2/3 tiểu lục địa. Thời đại của đế quốc Gupta cũng là thời kỳ hoàng kim cuối cùng của nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại và kéo dài gần 200 năm. Đến thế kỷ thứ 6, đế quốc Gupta sụp đổ và vùng Ấn Độ lại bước vào thời kỳ phân mảnh thành nhiều tiểu quốc tranh đấu lẫn nhau cho đến khi bị người Hồi giáo thôn tính vào thế kỷ thứ 12 với các hồi vương Delhi và kế sau là đế quốc Hồi giáo gốc Trung Á Mongol thôn tính. Đến thế kỷ thứ 18 thì đế quốc Hồi giáo Mongol sụp đổ thành nhiều nước nhỏ hơn và Ấn Độ dần dần bị thực dân Anh chiếm làm thuộc địa cho đến năm 1950. Xét chung, lịch sử Ấn Độ đặc trưng bởi sự chia rẽ, thiếu thống nhất. Phần lớn thời gian trong suốt quá trình hàng ngàn năm phát triển của quốc gia Nam Á này là sự phân tán, đa dạng về quốc gia, dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng xuyên suốt lịch sử của mình. Quốc gia Nam Á rất ít khi được thống nhất trong thời gian dài và sự thống nhất cũng không trọn vẹn. Chỉ có 3 lần tiểu lục địa được thống nhất tương đối dưới mô hình liên bang Mandala là thời đế quốc Maurya, đế quốc Gupta và đế quốc Mongol. Đây là hệ quả trực tiếp của địa lý tự nhiên Ấn Độ như AZ khám phá đã trình bày trong video trước. Tuy nhiên, sự chia rẽ này không làm nền văn minh Ấn Độ suy sụp và tan rã, mà hoàn cảnh ấy lại tạo thành động lực giúp tiểu lục địa phát triển rực rỡ với nhiều thành tựu và sự lan tỏa của văn minh Ấn Độ ra toàn thế giới càng thêm mạnh mẽ. Phần 2. Con đường tơ lụa và gia vị thúc đẩy lan tỏa nền văn minh Ấn Độ ra khắp châu Á qua đường thương mại và truyền giáo, góp phần hình thành văn hóa thế giới hiện đại. Vị trí cầu nối giữa phương Tây và Viễn Đông, Án ngữ Ấn Độ Dương đã tạo cơ sở để cho nền văn minh sông Hằng lan tỏa về mọi hướng. Động lực chính của quá trình lan tỏa văn hóa Ấn Độ, hay còn gọi là quá trình Ấn hóa, là thương mại, giao lưu hàng hải giữa người Ấn với người Hy Lạp, La Mã và đặc biệt là người Nam đảo ở khu vực Đông Nam Á. Thương mại và hàng hải dọc theo con đường gia vị trên biển kết nối các cảng ở Ấn Độ với vùng Địa Trung Hải và Đông Nam Á từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Đầu tiên là các thủy thủ người Nam đảo từ quần đảo Indonesia đã đến Nam Ấn và Sri Lanka giao thương rất thường xuyên. Điều này dẫn đến việc lần đầu tiên có sự du nhập văn hóa Ấn Độ vào Đông Nam Á. Các chuyến hải hành trên biển Ấn Độ Dương cũng ngày càng trở nên tấp nập, dần dần vươn xa đến Đông Bắc Á và góp phần hình thành con đường tơ lụa trên biển. Sau khi Alexander Đại Đế chinh phạt đến Bắc Ấn và sự phát triển của đế quốc Maurya, thì sự giao lưu giữa Ấn Độ và Ba Tư, Hy La lại càng mở rộng hơn nữa, không chỉ trên biển mà còn ở cả trên bộ. Hoàng đế Ashoka đã phái rất nhiều thương đoàn và sứ giả tới Hy Lạp, Syria, Ai Cập, Kyrene, Macedonia và Epirus. Đế quốc Maurya cũng có quan hệ ngoại giao rất thân thiết với Seleucus, một trong những quốc gia hình thành sau khi vua Alexander băng hà. Ashoka đã tặng vua Seleucus rất nhiều hàng hóa xa xỉ cùng với những con voi chiến được thiết giáp đặc trưng của Ấn Độ. Chính những con voi chiến dũng mãnh này đã giúp Seleucus đánh bại các sứ quân khác trong cuộc chiến tranh giành di sản của Alexander.
Alexander Đại Đế để lại. Nhờ vậy, danh tiếng của Ấn Độ vang xa đến Địa Trung Hải và sự giao lưu giữa Ấn Độ và các nền văn minh Hy Lạp, La Mã ngày càng mạnh mẽ hơn. Đế quốc Maurya cũng tiếp thu rất nhiều thành tựu văn hóa phương Tây, tạo nên một siêu cường phát triển rực rỡ ở đồng bằng sông Hằng. Suốt hai thế kỷ, khoảng giữa thế kỷ 3 trước công nguyên, những thương gia tăng lữ từ Ấn Độ đến vùng Đông Nam Á lục địa dưới sự bảo trợ của vua Ashoka nhằm phát triển thương mại và truyền bá Phật giáo. Quá trình Ấn hóa đến đây thì diễn ra mạnh mẽ ở khắp Đông Nam Á, tiếp thêm nguồn sức mạnh để dần dần hình thành nên các tiểu quốc ở Miến Điện, Campuchia, Thái Lan, Lào và Trung Bộ Việt Nam. Các quốc gia này cũng tiếp nhận mô hình chính trị mandala của văn minh sông Hằng. Vào những thế kỷ đầu công nguyên, khối văn hóa Ấn, còn gọi là Ấn Quyển, hình thành ở Đông Nam Á. Cũng trong thời kỳ này, Phật giáo truyền đến miền Bắc Việt Nam hiện nay, lúc đó là Giao Châu thuộc Hán. Văn hóa Ấn có sự tiếp xúc và giao thương khá liên tục ở Giao Châu, Phật giáo cũng từ đây mà truyền vào Trung Nguyên. Quá trình tiếp xúc văn hóa giữa hai nền văn minh lớn là Trung Quốc và Ấn Độ thể hiện rất rõ trong việc truyền bá đạo Phật ở Đông Á. Các thương đoàn và tăng lữ từ Nam Á đến Trung Quốc, Triều Tiên rất thường xuyên. Người Trung Quốc tiếp thu đạo Phật và hòa trộn vào các tín ngưỡng vốn có của họ như đạo Lão, đạo Khổng, tạo nên Phật giáo Bắc Tông rất riêng biệt với Phật giáo Nam Tông ở Ấn Độ và đại bộ phận Đông Nam Á. Sau đó, Phật giáo Bắc Tông được khuếch đại vào Giao Châu và Triều Tiên, dần dần lấn át phái Nam Tông. Tuy nhiên, khu vực Trung và Nam Bộ của Việt Nam ngày nay không bị ảnh hưởng nhiều của Bắc Tông Trung Hoa mà vẫn theo phái Nam Tông và nằm trong khối Ấn Quyển. Sau này, khu vực Tây Tạng, Trung Á cũng tiếp thu văn hóa Ấn và Phật giáo, đạo Bà La Môn. Điều này tạo ra sự liên kết về văn hóa giữa các khu vực ở châu Á và góp phần định hình con đường tơ lụa trên bộ. Trong các thế kỷ 6 và 7, rất nhiều nhà sư từ Trung Quốc đã tới Nam Á, nổi bật nhất phải kể đến Trần Huyền Trang, tức Đường Tam Tạng. Chuyến đi của ông và những thông tin ông ghi chép trong sách Đại Đường Tây Vực Ký không những thúc đẩy sự phát triển của đạo Phật giáo ở châu Á, mà còn làm sợi dây liên kết giữa khối Ấn hóa và khối Hán hóa xích lại gần nhau hơn, mở ra một thời kỳ hoàng kim của mậu dịch và giao lưu văn hóa, truyền bá văn minh trên toàn thế giới, với trọng tâm là tiểu lục địa Ấn Độ đóng vai trò cầu nối cho phương Đông và phương Tây. Sau khi đế quốc Mông Cổ sụp đổ, đại dịch hạch vào thế kỷ 14 cũng như sự gián đoạn của các tuyến đường thương mại do sự ngăn cản của người Hồi giáo, sự giao lưu giữa Ấn Độ và phương Tây cũng như phương Đông bị đình trệ lại, suy giảm hơn trước. Tuy nhiên, quá trình thông thương không bị cắt đứt hoàn toàn mà chỉ chuyển dịch sang các đối tác thương mại là người Ba Tư và người Ả Rập. Các đế chế Ả Rập Hồi giáo nắm độc quyền kinh doanh với người Ấn Độ trong hàng thế kỷ và khiến cho người châu Âu không thể tìm đến với tiểu lục địa giàu có này như trước. Hoàn cảnh đó đã thúc đẩy động lực để người châu Âu cố gắng tìm con đường thông thương mới đến với Ấn Độ, mở ra thời đại khám phá địa lý với thành quả bất ngờ là tìm ra châu lục mới, châu Mỹ. Vậy là một lần nữa, Ấn Độ đóng vai trò quan trọng vào việc góp phần định hình nên thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống. Khám phá AZ vừa đưa các bạn trải qua một cuộc hành trình dài, vô cùng thú vị, tìm hiểu về nền văn minh Ấn Độ cổ đại và vai trò quan trọng của Ấn Độ trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, văn minh, tạo nên bộ mặt cho thế giới ngày nay. Ở phần tiếp theo của series, chúng mình sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị những thông tin mới mẻ, khám phá những nét độc đáo trong triết học và tôn giáo Ấn Độ, để cùng nhau chúng ta sẽ phần nào hiểu được sự huyền bí và linh thiêng của mảnh đất đã sản sinh ra 4 tôn giáo lớn của nhân loại nhé. Nếu cảm thấy nội dung video hấp dẫn, quý vị đừng tiếc một like, một share cho kênh và hãy luôn đồng hành với những video lý thú của chúng mình nhé. Và đặc biệt, nếu bạn muốn AZ làm về chủ đề khám phá thú vị gì thì đừng ngại comment phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở phần 3 của series Khám phá Ấn Độ.